cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng trong đồ cầu nguyện, cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ cầu cho ơn Thiên Triệu và Chủ nhật thứ ba của lễ Phục Sinh. Con tạ ơn Chúa vì những món quà mà Chúa trao ban trong tâm hồn con. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Con thật hạnh phúc khi chia sẻ những món quà này và mong rằng trong mỗi người chúng con đều sẽ được khắc ghi dấu ấn của Chúa, dấu ấn mà con hằng mang theo trong trái tim của mình. Lạy mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin dâng lên mẹ ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon và cuộc họp của Đức Giáo Hoàng Francisco cùng những người trẻ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con dành một phút thinh lặng trong tâm hồn để nhớ lại ý nguyện của tháng này. Con cầu nguyện cho hòa bình và phi bạo lực được lan tỏa khắp nơi, các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí. Xin cho những người trẻ tuổi, những người chuẩn bị tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp diễn ra tại Lisbon, là những người mang phong cách hòa bình và giản đơn của mẹ Maria, con trở lại buổi chiều của mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, con chúc tụng Ngài vì lời Ngài đã soi sáng cho con. Những cảm xúc nào trong con khi nhận ra Ngài luôn đồng hành cùng con? Cảm tạ Chúa vì lời Ngài là ánh sáng rọi đường cho con bước đi trong cuộc sống. Con nhớ lại bài phúc âm hôm nay và ngẫm nghĩ con có mở mắt để nhận ra rằng con đang luôn được Chúa đồng hành không? Xin Chúa tha thứ cho những khi con không nhận ra Ngài mà chỉ tin vào những điều làm cho con xa Chúa. Con xin dâng lên Chúa tất cả và hạnh phúc vì cảm nhận được sự bình an khi có Ngài. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.